bóng trong sân, kèo 4-4 đối đầu giữa Nhật Tây Đô và Khoái Lấp Vò, điểm 1-0. Nhật Tây Đô đập bóng tốt, điểm 1-1. Khoái bộ bóng tốt, điểm 2-1. Nhật Tây Đô đập bóng tốt, điểm 2-2. Đập bóng tốt, điểm 3-2. Bóng ngoài, điểm 3-3. Đập bóng không vào lưới, điểm 4-3. Trường đập bóng tốt, điểm 4-4. Bóng ngoài, điểm 5-4. Phát bóng không vào lưới, điểm 5-5. Trắng bóng tốt, điểm 6-5. Nhật Tây Đô động tốt, điểm 16 điều không toàn. Điểm 76. Đập bóng tốt, điểm 7-7. Bỏ bóng tốt, điểm 8-7. Quá tốt. Rồi, cho đó, tối nay lên TikTok đó. Điểm 8-8. Nhật Tây Đô đập bóng tốt, điểm 9-8. Đập bóng không vào lưới, điểm 18. Đập bóng ngoài, điểm 11-8. Đập bóng tốt, điểm 9-11.
bắt bắt một hỏng. Điểm 10-11. Trường đập bóng tốt, điểm 12-10. Bắt bắt một hỏng, điểm 13-10. Tập bóng tốt, điểm 11-13. Khóa bốn ngoài. Điểm cuối, điểm 14-11. Đập bóng ngoài. Kết thúc set đấu, team của Nhật Tây Đô thắng. Kèo 44, Duy Kim đối đầu với Phái Lắp Vò. Duy Kim động tốt, điểm 1-0. Tập bóng ngoài sân, điểm 2-0. Bỏ bóng tốt, điểm 1-2. Bỏ bóng tốt, điểm 2 đều. Bóng ngoài, điểm 3-2. Duy Kim được bóng tốt, điểm 3 đều. Ủa, 4-2 hả? Rồi, xin lỗi, điểm nãy là 4-2, điểm này điểm 3-4. Chấm bóng tốt, điểm 4 đều. Điểm 5-4. Phá bóng ngoài, điểm 5 đều. Trong sân, điểm 6-5. Trên này các cầu công cố gắng đập một trái lún đất tối nay, cắt đưa lên TikTok coi. Đập bóng tốt, điểm 6 đều. Cái đó mà đập được thêm chừng khoảng 30% nữa nó mới hấp dẫn. Hai người nhường nhau. Duy Nghiêm bỏ bóng tốt, điểm 7-6.
bóng không có lưới, điểm 86. Đập bóng tốt, điểm 78. Bóng ngoài, điểm 8 đều. Điểm 98. Ôi ôi, cho anh nó dở thiệt tình chứ. Điểm 18. Chắn bóng ra ngoài, điểm 90. Chắn bóng ra ngoài, điểm 11-9. Chắn bóng ra ngoài, điểm 10-11. Bóng tốt, điểm 12-10. Điểm 13-10. Đập bóng tốt, điểm 11-13. Hay quá. Ghi ghi bộ bóng tốt, điểm 14-11. C này bên đây thủ hơi kém, điểm cuối, điểm 14-11. Phá bóng ngoài, điểm 12-14. Di Gim bo cổ tay rất tốt, kết thúc trận đấu, xem Di Gim thắng.